Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm BFS Neo được sản xuất tại công ty dược phẩm Trung ương CPC1. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về BFS Neustigmin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc BFS Neustigmin: Neustigmin sunfat 0,25 mg trên ml. Dạng bào chế: dung dịch tiêm. Công dụng và chỉ định của thuốc BFS Neustigmin: mất trương lực ruột và bàng quang, bệnh nhược cơ. Giải độc khi dùng quá liều thuốc giãn cơ kiểu Cura. Tuân thủ sử dụng thuốc theo đúng chỉ định, công dụng, chức năng cho đối tượng nào, ghi trên tờ hướng dẫn sử dụng thuốc BFS, Neostigmin hoặc tờ kê đơn thuốc của bác sĩ. Chống chỉ định khi dùng thuốc BFS, Neostigmin. Tắc ruột và tắc đường tiết niệu nguyên nhân cơ học hoặc viêm mảng bụng. Có tiền sử quá mẫn với Neostigmin và Bromid, ion Bromid từ Neostigmin có thể gây phản ứng dị ứng. Thông thường người mẫn cảm dị ứng với bất cứ chất nào trong thành phần của thuốc thì không được dùng thuốc. Các trường hợp khác được quy định trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc hoặc đơn thuốc bác sĩ. Chống chỉ định thuốc BFS, Neostigmine phải hiểu là chống chỉ định tuyệt đối, tức là không vì lý do nào đó mà trường hợp chống chỉ định lại linh động được dùng thuốc. Liều dùng và cách dùng thuốc BFS, Neostigmine Mất chương lực ruột hoặc bàng quang Điều trị dự phòng càng sớm càng tốt sau phẫu thuật, tiêm dưới da 0,25 mg, 0,1 ml, cứ 4 đến 6 giờ một lần trong 2 đến 3 ngày. Điều trị liệt ruột sau phẫu thuật, tiêm dưới da 0,5 đến 1,0 mg, 0,2 đến 0,4 ml. Thuốc có tác dụng trong 10 đến 30 phút sau khi tiêm. Bệnh nhược cơ. Liều cho từng cá thể tùy theo mức độ của bệnh và đáp ứng của từng người. Điều trị bằng đường uống khi có thể. Liều người lớn, khởi đầu uống 15 mg, cứ 3 đến 4 giờ một phút lần. Liều và khoảng cách thời gian uống được điều chỉnh nếu cần. Liều duy trì trung bình là 150 mg, dao động từ 15 đến 375 mg mỗi ngày. Với người bị bệnh nhược cơ nặng, cần phải tiêm bắp hoặc dưới da 0,5 mg. Các liều tiếp theo phải dựa vào đáp ứng của từng người. Liều trẻ em uống 2 mg cho 1 kg thể trọng mỗi ngày chia thành 6 đến 8 liều. Trường hợp tiêm bắp hoặc dưới da, 0,01 đến 0,04 mg cho 1 kg thể trọng, cách 2 đến 3 giờ một lần. Giải độc quá liều Cura bắt đầu điều trị bằng tiêm tĩnh mạch atropin sunfat ít nhất 1 mg. Phải chờ tần số mạch tăng và sau đó tiêm tĩnh mạch neostigmine với liều 0,5 đến 5 mg. Tiêm chậm, từng bước và điều chỉnh cẩn thận để đạt tác dụng. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc BFS neostigmine. Người hen do nguy cơ gây co thắt phế quản và hen. Khi dùng neo để giải độc cura, điều trị phải do bác sĩ gây mê có kinh nghiệm đảm nhiệm. Phải hết sức thận trọng khi đung neo cho người bệnh mới phẫu thuật ruột hoặc bàng quang và ở người có bệnh tim mạch bao gồm loạn nhịp tim. Nhịp tim chậm và giảm huyết áp cũng như người tăng trương lực thần kinh phó giao cảm, bệnh động kinh, cường giáp, Parkinson, hen phế quản hoặc loét dạ dày, vì vậy tăng nguy cơ loạn nhịp tim. Không được dùng Neostigmine cho người bệnh đang gây mê bằng cyclopropan, halothan. Cần thận trọng ở người dùng Neostigmine toàn thân đối với bệnh nhược cơ, đồng thời dùng các thuốc kháng acetylcholinesterase tra mắt như Icotiopath vì có thể tăng thêm độc tính. Vì Neostigmine được chuyển hóa ở gan và thải trừ qua thận, nên cần thận trọng khi dùng Neostigmine ở người bị bệnh gan hoặc bệnh thận. Cũng dùng thận trọng ở người bệnh sau phẫu thuật, vì Neostigmine có thể gây trầm trọng các vấn đề hô hấp do đau sau phẫu thuật dùng thuốc giảm đau, giữ lại các chất tiết hoặc xẹp phổi. Cần cẩn thận ở người nhiễm khuẩn đường niệu, vì trương lực cơ bàng quang tăng có thể làm triệu chứng nặng thêm, không nên dùng cho phụ nữ có thai. Tác dụng phụ của thuốc BFS, Neostigmine. Đối với Neostigmine, chưa có thông tin đầy đủ đáng tin cậy để có thể ước lượng chính xác về mức độ nguy cơ đối với các phản ứng có hại khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung phản ứng có hại liên quan trực tiếp với triệu chứng này đã xảy ra thường xuyên. Thiếu các triệu chứng như co đồng tử, tăng tiết nước bọt và tăng chảy nước mắt coi như là dấu hiệu của liều neostigmine quá thấp. Nhưng phản ứng phụ nặng như co thắt phế quản, hen và chậm nhịp tim là những dấu hiệu của quá liều. Những tác dụng phụ khác nhau như block nhĩ thất và phản ứng tại chỗ tiêm là rất hiếm. Thường gặp: tiết nước bọt, da mồ hôi, chậm nhịp tim và hạ huyết áp, co thắt phế quản, co đồng tử. Ít gặp: ỉa chảy, co cứng cơ, chuột rút sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú không nên sử dụng sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc chưa có báo cáo cụ thể về ảnh hưởng của thuốc với người lái xe và vận hành máy móc tuy nhiên để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng tương tác thuốc cần nhớ tương tác thuốc với các thuốc khác thường khá phức tạp do ảnh hưởng của nhiều thành phần có trong thuốc các nghiên cứu hoặc khuyến cáo thường chỉ nêu những tương tác phổ biến khi sử dụng. Chính vì vậy không tự ý áp dụng các thông tin về tương tác thuốc BFS, Neostigmin nếu bạn không phải là nhà nghiên cứu, bác sĩ hoặc người phụ trách y khoa. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm BFS Neostigmin, đồng thời biết cách sử dụng BFS Neostigmin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.